lần gặp gỡ, tương tư ngẩn ngơ thương nhớ về anh. Hai lần gặp gỡ, mong sao được bỏ túi anh để dành. Vài lần gặp gỡ, sâu trong lòng em thấy tim nói yêu anh rồi. Chẳng cần biết ai tương tư về ai. Thật ra vài hôm nay bỗng vui lạ thay, vì dường như đã thích anh rồi. Cầm ly trà trên tay, oh beautiful day, cạnh mèo cưng với tương tư tình đầu. Chàng trai hôm đó với cây đàn đôi mắt thầm thì, chàng trai hôm đó có đâu ngờ tim ai xôn xao. But I don't know, đến bây giờ tìm một đôi điều cho em nhận ra không tìm. Ngồi đi. Hèn. Hèn. Vậy. Ủa sao mặt em buồn quá vậy? Nè, đừng có nói với anh á là đi lên trường đóng tiền nhập học rồi đứa nào ăn hiếp em nha. Nói anh nghe coi, anh quất nó cho coi. Hay quá. Tướng thành vậy quất được ai? Bực mình thiệt chứ. Đã không có xin được việc làm mà còn bị lừa nữa. Vô dụng thiệt. Thôi, anh đã có cách. Chị nói chuyện với mấy ông đa cấp quá vậy? Đa cấp đâu mà đa cấp. Nói cho em nghe, hiện tại anh không làm gì trong một tháng trời mà vẫn có ăn. Có nhà trợ cấp bao nuôi. Chỉ cần anh ngoan ngoãn và biết nghe lời. Vậy trời, đừng nói làm sugar baby nha. Sugar baby đâu mà sugar baby, ngồi xuống đây. Nghĩ sao vậy? Nhà tài trợ chính của anh á là my grandmother. Còn em thì cũng có nhà tài trợ chính của em á là mother and father. Sài Gòn là đất khó sống lắm. Khi mà lên đây á, đầu tiên em phải kiếm tiền bằng vốn tự có. Hả? Từ gia đình. Bà nội anh thương anh lắm luôn á. Anh là cháu đích tôn của gia đình. Cái lúc mà hả anh đi ra riêng á, anh xin đi ra ngoài ở riêng, bà nội anh kiểu vậy nè: "Trời ơi, con ơi là con ơi, bà nhớ con lắm, con đừng đi mà con ơi." Rồi sao? Anh vẫn đi. Nhưng mà em khác. Em đã tự hứa với lòng rồi, đi ra ngoài không xin tiền gia đình. Em phải tự lập, em lớn rồi chứ bộ. À, trưởng thành quá ha. Chứ không sao. Nhưng mà điều đầu tiên á, khi mà em đi lên Sài Gòn em phải cố gắng em học hành cho thật tốt. Sau này khi mà em kiếm được nhiều tiền rồi, em thành danh rồi, em về em báo hiếu cho ba mẹ cũng được mà. Đúng không? Không được, em phải xin việc thêm một lần nữa. Đâu có dễ gì tụi bỏ vậy được, đúng không? Ừ. Ủa, mà em định làm sugar baby thiệt hả? Chị chờ. Thôi nha. Khùng quá. Ê. Đang. Ê, sugar baby. Bị. Lao. Sugar baby. Yên đi. Trời ơi. Em làm gì thê thảm dữ vậy Hiền?
Rồi em đi xin việc làm sáng giờ không có nói được. Vô dụng. Nhìn bà thấy ghê lắm bà ơi. Nhìn em vậy ma nào nó dám tuyển em. Em xong chưa? Tôi chở đi luôn nè. Xong anh còn qua bên Quân nữa. À, mà em qua quán Quân chưa? Quán nó gần đây cũng dễ thương lắm á. Quán ông Quân đâu, quán của ông Huyền mà. Hôm bữa mới hỏi nó xong, nó tự mở chứ. Thì chủ chồng công vợ mà cô nương. Chị Loan ơi, nhà còn cái ăn không vậy? Cho em xin nha. Ừ, có cơm bên trọng á. Mé này nhìn nó quen quen ta. Hình như con bé này bữa nó bước ra từ công ty đa cấp. Anh kể em á, em nhớ không? Ủa là anh Hiền hả? Ờ, hình như là nó thì phải. Ủa vậy sao bữa anh tả nó thay ghế vậy? Thì có sao anh tả vậy thôi chứ sao nữa. Không nghĩ. Anh giỡn. Thì văn chương của anh yếu mà. Nhưng mà tội nó lắm á. Nó đang đi kiếm việc làm. Không biết khi nào kiếm được nữa. Em là nó không kiếm được, nó có thiếu tiền nhà em không anh? Yên tâm mà chị. Em có tiền chằng túi rồi, không có quỵt tiền nhà của chị đâu mà lo. À bé, hình như á quán của bạn của anh á đang tuyển người phải. Em thử em liên lạc thử coi. Ờ à, đúng rồi, hình như hôm bữa chị thấy nó đăng. Đây nè, coi coi. Chụp lại đi. Mấy chuyện đi nha. Từ từ thôi. Không nghiệp ghê hả? Chợt chị hết. Không biết Nguyễn chịu tuyển không nữa. Em đang tự gọi cho nó luôn cho rồi. Ờ, à, Huyền hả? Ủa, ra là tiệm này. Ủa, hôm qua đâu có dán đâu ta? Thôi kệ, vô luôn. Này đi. Nó khai đẹp như vậy nè. Ừ. Úi giời, con gái mà. Úi giời. À, anh giờ anh à, cho em hỏi để mình tuyển nhân viên đúng không anh? Ờ, đúng rồi em đến đây để xin việc ạ. Dạ. Ừ. À, anh là... À. Anh là chủ ở đây, anh tên Quân. Dạ. Naomi ơi, anh bảo anh làm này. Ăn đi đã. Đi đi, ra cửa, chán thịt chay ra rồi nhá. Đấy. Bé xin việc hả em? À, dạ. Chị là Huyền, chủ tiệm bánh. Dạ, em chào chị. À, ủa, anh... Anh là chủ phụ, còn đây là chủ chính, vợ anh tên Huyền. À, đây là bé Naomi, con gái anh. Cả nhà anh là chủ. À, dạ. Hello. Em ngồi đi, chị trao đổi với em tí xíu rồi chị coi coi là có nhận em hay không. À, thôi chắc thôi em không xin việc nữa. Cảm ơn gia đình, cảm ơn anh chị. Ơ à, mất công giải thích cả dòng cả họ ra đi luôn à? Anh Quân hả? Bữa nay anh rảnh lắm đúng không? Không có đi làm ăn gì với anh Huy hả? Không, hôm nay không có kèo. Mà anh cứ tính vậy hoài hay sao? Nghe lời ba, về công ty ba làm đi. Thôi, anh không thích dây dưa với công ty gia đình. Mà anh cũng chưa sẵn sàng đâu. Với cả anh sắp thành lập công ty riêng rồi đấy. À, giỏi dữ vậy ta. Ok, em nhắn cho anh cái địa chỉ rồi đó. Đi qua bên đó mua nguyên liệu cho em đi. Mua cho đầy đủ á. Rồi, ba đi rồi nhá. Đi đây. Bực mình chứ. Vẫn khách thôi ai ngồi nhân viên. Á mà tụi miếng ăn có việc làm luôn. Không tin thiệt chứ. Oan gia ngõ hẹp. Ngõ này rộng mà cũng gặp nữa. Ủa mắc gì? Mắc gì tại người ta mình không có việc làm. Mà có việc làm chứ. Ê bà, con bé em bà nó làm sao á?
thần kinh nó không được ổn định đúng không? Tự nhiên cái nó vô tiệm tôi xong cái nó đi ra nó không chịu làm. Tôi không hiểu làm sao luôn á. Ê, xíu tôi gọi lại nha. Nó vô lại. Chị, còn tuyển nhân viên không vậy? Em xin làm lại được không? Chắc chưa. Em. Dạ. Em chắc chưa? Chắc. Ok. Em muốn đi. Dạ. Chị, em muốn xin nghỉ ạ. Cái gì? Em nghĩ rồi, tiệm bánh chị ai làm bánh không được đâu, chị không có đồng ý đâu nha. Không phải, em muốn nghỉ chiều nay thôi ạ, tại em có lịch là học thêm á. À. À, mà sắp đến ca của Hải rồi ấy. Rồi được rồi, làm chị hết hồn mà. Em mà nghĩ cho chị dẹp tiệm luôn á. Không chị đó, Khánh nào là chị với em. Thôi em đi cẩn thận nha. Chị ạ. Chị Huyền em mới tới, chào mọi người, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ủa, hai đứa quen nhau hả? Gặp lần đầu á chị. Ủa, đi xin việc làm hả? Dạ. Chị, cái tiệm nhỏ xíu mà tuyển thêm nhân viên chi vậy? Riết rồi không biết tiệm này tiệm bánh hay là trung tâm từ thiện việc làm nữa. Đi vô trong làm bánh đi. Không sao đâu em, tính nó vậy chứ dễ thương lắm. Hồi nãy chị trao đổi với em rồi đó, lương 15 ngàn một tiếng, em thấy thì sao? Lương như vậy là được rồi, mấy chỗ khác là không được vậy đâu nha. Với lại á là ở đây chị ưu tiên cho mấy bạn sinh viên, chị cho tụi em sắp xếp ca làm với nhau, chị thông cảm cho mấy đứa vừa học vừa làm được. Không được đâu mẹ ơi, con thấy không phù hợp đâu. Chẳng phải mẹ bảo là nhân viên phải chú trọng đến ngoại hình sao? Ờ ha. Ủa gì vậy? Em cũng ngon bộ. Trời, em vậy thôi chứ em mặc đồ lên là ghê lắm á. Chị nói thiệt. Chắc không bà? Chắc. Em làm được hết á. Tiền bạc không thành vấn đề. Em chỉ bây giờ em chỉ cần kinh nghiệm thôi à. Em làm luôn nha chị. Hải. Dạ. Tí nữa em chỉ việc cho bé Hiền nha. Sẵn bữa nay Khánh nó nghỉ buổi chiều cho nên là chị cho Hiền thử việc luôn. Chị đi công chuyện tí xíu chị về. Dạ. Nhìn cái tướng là biết không làm được gì rồi đó. Mà đứng đó làm cái gì? Đi qua xếp mấy cái bánh đi kìa. Đứng như mà nơi canh vậy đó. Làm vậy á là thấy toan rồi đó. Mà nên Khánh không đi làm hả? Không mà, hôm nay rết của bạn không đi làm mà, không có ở đây á. Chứ là mình mua bánh xong, mình xin phép là mình về liền đi. Mà đừng ngồi ở lại mình live stream hay là mình bán hàng nữa được không? Tính ra tôi là khách VIP ở đây luôn á. Nói chuyện gì kỳ vậy? À, khách VIP là người ta mua bánh thiệt là nhiều, sau đó người ta tích điểm thì người ta mới gọi là VIP. Còn quý khách là mua có một cái bánh thôi mà ngồi từ 1 giờ tới 5 giờ, còn hơn ca làm của nhân viên luôn đó quý khách. Cái đó người ta gọi là NHAY. Hả? NHAY? Hệ tích điểm mới bên mình hả? No, cái đó người ta gọi là nhay à. Tính tiền. Tính liền à. Lao nhanh nhanh lẹ lẹ tay giùm cái. Còn về nữa. Khuya rồi. Thấy em đang lao cái gì trời. Hối tới. Còn lem bẻm gì nữa. Thông cảm gì mà thông cảm thì lao nhanh đi, người ta còn về nữa chứ không người ta đợi hoài hả. Nhanh lên. Chìa khóa đó. Còn lát tự khóa cửa luôn đi. Ủa, còn biết khóa không? Không biết cũng phải biết đi. Lớn rồi, không ai cái gì cũng phải chỉ đâu. Nhìn ghét thì chứ.
Hay mốt á, mà có nói xấu người ta, đợi người ta ra khỏi cửa, đóng cửa lại rồi nói một mình nghe, chứ nói gì người ta nghe đó. Cố tình nói cho nghe mà. Chị tính tiền giùm em nhé. Dạ có chị hết 35.000 á chị, mình có dùng túi không ạ? Dạ có. Ủa cái bóp tiền đâu rồi ta? Chị để qua một bên giùm em được không? Em chạy đi lấy tiền xem quà lại em lấy nha. Dạ được, không sao chị, cứ cảm ơn. Ủa? Nãy khóa cửa đó mà ta. Có trộm. Ôi dồi. Ủa? Làm gì ở đây vậy? Trời, đừng nói là ăn cắp bánh em đi bán cho ba. Bộ quên vở không được quẹ lấy à? Ờ, tôi để quên mất tiền thì mình lại lấy thôi. Nè, tôi chưa có lấy gì nha, không có nghĩ xấu tôi á. Này, bạn là người nghĩ xấu tôi trước đấy nhá. Tìm xong đồ thì tắt điện đi. Mà này, nhớ đóng cửa nhá. Tìm xem rồi nhớ tắt điện đi, nhớ đóng cửa nhớ. Đâu rồi ta? Chàng trai hôm đó với cây đàn đêm mắt thầm thì, chàng trai hôm đó có đâu ngờ tim ai xôn xao. But I don't know, đến bây giờ tìm một đôi điều cho em nhận ra. Con tim ghen nhưng mà cũng phải bình tĩnh nha chưa. Con bé này vô ý vô thức quá vậy. Đừng nói em gì thế. Và trong tôi chỉ làm cho. Em giàu có quá ha. Bây giờ tiền bạc đối với em thành vấn đề đúng không? Kênh truyền hình SCTV 6 phim 360 hoàn toàn mới.